ba ứng xử của người tưởng ngốc mà không phải một luôn mỉm cười giữa đám đông có thể bắt gặp những tính cách rất khác nhau có người oang oang nói có người chỉ im lặng và mỉm cười bất kể bị trêu ghẹo thế nào những người này có thể bị chê là ngốc nghếch không biết bảo vệ bản thân nhưng thực tế không hẳn vậy nụ cười được hiểu là một cách xã giao là nghi thức cơ bản trong các tương tác xã hội biết cách sử dụng nụ cười cũng là một biểu hiện của trí tuệ tuyệt vời mà không phải ai cũng có thể mỉm cười là một biểu hiện rõ rệt của sự tự tin và chỉ những người thực sự trí tuệ mới có sức mạnh nội tâm để thể hiện nụ cười thoải mái vui vẻ nhất hai không bao giờ tranh luận đúng sai trên thực tế việc phân định đúng sai không mang lại lợi lộc gì càng khiêu khích sự hiếu thắng của người còn lại vì thế người khôn ngoan không bao giờ tranh cãi với người khác bởi vì trong tâm trí họ họ tự hiểu được đâu là đúng sai đồng thời biết được kết quả tốt nhất lẫn kết quả xấu nhất trong cuộc tranh luận người biết giữ mình khỏi những tranh cãi cũng là người có trí tuệ cảm xúc cao và họ sử dụng những cách thức khác để chứng tỏ mình thay vì phải gân cổ lên bảo vệ quan điểm ba không cố thể hiện bản thân người thực sự khôn ngoan nhìn thấy mọi người mọi thứ xung quanh họ thông qua việc lắng nghe quan sát họ chờ đợi cơ hội thay vì làm những điều mà họ không chắc chắn nhiều người cho rằng không thể hiện bản thân thì sẽ đánh mất cơ hội cứ giấu mình thì không bao giờ có thể thành công thực tế không phải vậy sự giấu mình khác với sự ẩn mình chờ đợi cơ hội bởi vì nếu gặp đúng người vào đúng thời điểm khả năng bạn thể hiện mình sẽ còn cao hơn trong khi đó những người cố tình thể hiện bản thân lại khiến người khác nghĩ rằng họ thùng rỗng kêu to ít được đánh giá cao muốn thể hiện mình trước mặt mọi người buộc phải có kiến thức kỹ năng đầy đủ và đó là điều mà những người tưởng ngốc ngày ngày vẫn âm thầm tích lũy